Thưa quý vị và các bạn, ra đời trong bối cảnh đất nước còn khó khăn, tuy nhiên qua thời gian, các chương trình truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã có những bước tiến đáng kể, đánh dấu bước chuyển mình cả về chất và lượng. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành truyền hình, mùng 7 tháng 9 năm 1970, mùng 7 tháng 9 năm 2020, mời quý vị và các bạn cùng ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ phóng viên ngành phát thanh truyền hình tỉnh trong thời đại công nghệ 4.0. Lăn xả và điểm nóng. Đối mặt với nguy hiểm của dịch bệnh là cách mà các phóng viên truyền hình đã đồng cam cộng khổ với các y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch để đóng vai là người kể chuyện trong đại dịch COVID-19. Khi tác nghiệp với một suy nghĩ duy nhất, mình cần phải hoàn thành công việc một cách nhanh nhất để truyền tải những hình ảnh mới nhất đến độc giả. Và vai trò của những phóng viên truyền hình không chỉ là ghi lại khoảnh khắc mà còn đưa thông tin chính xác, kịp thời, động viên tinh thần của các bác sĩ cùng vượt qua và chiến thắng dịch bệnh. Để đem những cái thông tin có ích cho đến người dân ấy, thì chúng tôi đã cố gắng vượt qua khó khăn để thường xuyên đi cơ sở lấy tin, phải vào những chỗ mà có dịch bệnh xảy ra ấy. Hy vọng lớn nhất của chúng tôi là có thể giúp người dân cũng như là hiểu hơn và phòng chống, có ý thức hơn về công tác phòng chống dịch. Để có một tác phẩm hay, trước tiên nhà báo phải có niềm đam mê với công việc của mình, phải không ngừng học hỏi, tìm tòi, phát hiện ra những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, nhưng cũng phải bám sát theo chủ trương của tỉnh, đường lối chính sách pháp luật của nhà nước. Khi đã lựa chọn được đề tài quan trọng thì là phải chuẩn bị kịch bản chi tiết, những việc cần làm, những chi tiết cần đi sâu vào khai thác. Khi tác phẩm đó phát sóng, được đông đảo công chúng quan tâm và nhận được những phản hồi tích cực, thì đó là một tác phẩm thành công. Ra đời trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, chuyển mình theo bước tiến của đất nước. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện tác nghiệp, nhưng với sự lao động quên mình, cán bộ phóng viên, biên tập viên, cùng với sự đầu tư về thiết bị máy móc, các chương trình truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã chinh phục khán giả bằng chất lượng của từng bản tin, từng phóng sự. Bám sát mọi chuyển biến xã hội, những năm gần đây, chương trình truyền hình, nhất là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã có bước tiến cả về lượng và chất. Với mạng lưới cung cấp thông tin rộng khắp, thiết bị hiện đại, công nghệ hỗ trợ và nhân sự ngày càng chuyên nghiệp, thời sự Hòa Bình đã trở thành điểm hẹn tin cậy của khán giả truyền hình tỉnh. Từ việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương của tỉnh, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đến việc thực hiện các phóng sự, mặt trái, phóng sự phòng chống tham nhũng, hay cung cấp thông tin giải trí cho cán bộ nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng hành cùng sự phát triển của xã hội, các chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh luôn là nơi khán giả tìm đến mỗi khi cần có sự khẳng định về uy tín của thông tin. Cái thông tin của Đài Truyền hình tỉnh cũng rất là nhanh và kịp thời để thông tin đến mọi người dân, nắm bắt được cái tình hình như là phát triển kinh tế xã hội trong địa phương và chất lượng của cái phát thanh của chúng ta thì ngày nâng cao. Hình ảnh thì rất là rõ nét và các cái chương trình nó mới phù hợp với điều kiện của những tỉnh và những nhân dân. Chúng tôi cũng nắm bắt được nhiều tin tức để thực hiện tốt cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương. Hiện nay, thiết bị phát sóng truyền hình tỉnh Hòa Bình gồm 6 máy công suất từ 500W đến 5kW. Hệ thống phát sóng truyền hình tự động hàng ngày hoạt động 24/24 giờ, phát song song các kênh chuyển tiếp chương trình VTV1, VTV2, VTV3, VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình truyền hình của tỉnh phát sóng 18:30 một ngày. Sóng truyền hình mặt đất đã phủ 85% diện tích toàn tỉnh. Riêng trên vệ tinh đã phủ 100%. Bên cạnh đó, với việc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đăng tải thông tin và truyền hình trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoabinhtv.vn, YouTube, HBTV đã giúp cho người xem truyền hình có thể truy cập mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt với việc lắp đặt cột phát sóng cao 125m do Đài Truyền hình Việt Nam hỗ trợ, đã đáp ứng yêu cầu mở rộng diện phủ sóng phát thanh truyền hình không chỉ trong toàn tỉnh mà cả ngoài tỉnh.
Hiện nay, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đang tập trung triển khai lắp đặt máy phát sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2. Đây là cơ sở để Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đầu tư sản xuất các chương trình nội dung chất lượng cao và phát sóng trên các hệ thống truyền dẫn phát sóng số mặt đất. Triển khai đầu tư các thiết bị sản xuất chương trình đạt cái chuẩn HD phối hợp với cả VTV để lắp đặt triển khai máy phát số DVB-T2 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Triển khai cái truyền hình số hóa sóng truyền hình mặt đất tạo nên một cái bước đột phá, ghi dấu ấn trong cái sự phát triển của ngành phát thanh và truyền hình trong cái thời gian tới. Và đây nó cũng là những cái công trình thiết thực để chúng tôi là chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 17. Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và các kênh thông tin khác đã tạo sức ép cạnh tranh rất lớn đối với người làm tin tức của truyền hình của tỉnh. Tuy nhiên, những người làm truyền hình sẽ vượt qua bằng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm của người làm báo để làm ra chương trình truyền hình có chất lượng. Khán giả ở đâu, truyền hình ở đó. Đây không chỉ là tiêu chí mà còn là mong muốn của những người làm truyền hình tỉnh Hòa Bình luôn hướng tới